ngày hôm nay, hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn nhất để chào đón sân khấu sự hiện diện của ông Huỳnh Huy Dũng và bà Nguyễn Phúc Thanh. Dạ, em xin mời chúng ta. Xin anh ngồi xuống cái em bên dưới tóc. Chàng vỗ tay thật lớn và liên tục dành cho hai sản phẩm ông Quỳnh Huy Dũng và bà Nguyễn Phúc Thanh trong buổi tối hôm nay từ đây là quyết định. Hôm nay thì thật sự phải nói là tôi nghĩ là trong cuộc đời sẽ có rất nhiều lần hạnh phúc, nhưng có lẽ hôm nay là hạnh phúc nhất. Tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người đã dành cho tôi một tình cảm chân thành và luôn ủng hộ Việt Nam. Đó là những gì tôi nợ nhân dân một tình thương, nợ anh Quỳnh Huy Dũng một ân tình. Và tôi nguyện sống vì dân. Và hôm nay chúng tôi là tác giả chương trình. Tôi kêu gọi tất cả mọi người chung tay chung sức để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, những cơn bão lụt như thế này. Nguyễn Phúc Thanh tôi đã được anh Quỳnh Huy Dũng hồi phục lại tất cả những chức vị trong công ty mà tôi đã điều hành suốt nhiều năm nay. Và hôm nay tôi xin trân trọng báo tin quý vị Nguyễn Phương Hằng tôi dùng 10 tỷ để ủng hộ chương trình này. Giờ mang đây các bạn thân cô, đây là cái giá trị thực sự của tôi khi tôi trở về công ty. Lý tưởng sống của tôi là giúp đời giúp người. Và trước đây thì tôi cũng có nghe anh Quỳnh Huy Dũng đã đóng góp 5 tỷ vào cái quỹ này. Và hôm nay tôi tiến phong 10 tỷ trước khi vào chương trình được không ạ? Mời mang được văn bản lên để trao tặng cho quỹ mặt trận của Việt Nam. Đây là 10 tỷ đồng do tôi, là Nguyễn Phương Hằng, đại diện công ty trao tặng 10 tỷ đồng cho quỹ mặt trận của Việt Nam. Thực sự là tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi thấy mọi người vẫn còn yêu thương tôi, thương mến Hải Nam, cũng như ủng hộ tôi. Và sau đây tôi nhường lời cho anh Quỳnh Huy Dũng sẽ bắt giữ đôi lời với tất cả những gì có mặt tại đây ạ. Kính thưa tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn bè và các em thân mến. Năm 2010, tháng 3, năm 1999 là ngày vào ngày giỗ tổ của Phương. Tôi đã động thổ xây dựng đặt cảnh tại Nam Thanh Liễn. Và cái nơi mà quý vị đã đến tham quan ngày hôm nay, kính thưa quý vị, tôi xin trân trân nghiêm trọng cúi đầu cảm ơn tất cả quý khách đã đến chung vui chương trình và tham quan tại Nam Thanh Liễn. Và em xin cảm ơn trời Phật quá trời đông luôn để giúp cho chúng ta ngày hôm nay trời quang mây tạnh để cho tất cả các cô chú, các anh chị, các bà con về đây một ngày tham quan vui vẻ và dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 3 năm
thường không có nói. Tôi lại xây dựng chuyện bình thường giống như bình thường. Và cái ngôi điện thờ chính là Đại Đại Nam quý vị thờ thăm ngày hôm nay, đó là cái ngôi thờ gọi là tên gọi kim niệm quốc tổ. Nói đến dân tộc Việt Nam thì các bạn không bao giờ quên được chúng ta có cội nguồn, có tổ tiên, có một lịch sử oai hùng. Tôi có lẽ nghe cái chủng của Đại Nam, Đại Nam quốc tổ hùng vương, Đại Nam là tên nước của nước Việt Nam của chúng ta, và thời hùng vương là cái nền tảng của đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Cái nền tảng của đất nước của chúng ta là chúng ta may thay lần thay, chúng ta có cha có mẹ, đó là cha là quan quân mẹ quân cơ. Chính từ đó chúng ta có mẹ và cái gia tài không có gì lớn lao to lớn mà mẹ đã để lại cho chúng con, cho chúng ta và cho đất nước lớn bằng hai chữ đồng bào. Hai chữ đồng bào vô lượng nghĩa, nghĩa đời, nghĩa đạo, nghĩa nhân sinh. Chính từ hai chữ đồng bào hôn đúc cho chúng ta có được một tinh thần dân tộc, và chúng ta có được bản sắc dân tộc luôn nhớ về cội nguồn, và xuất phát từ đó chúng ta có được một cái sắc thái dân tộc, một cái linh hồn của dân tộc, một cái bản chất của người Việt Nam gọi là bản sắc, nói chung chúng ta gọi chung nó là bản sắc của dân tộc Việt Nam, đó là chữ trung, chữ yếu, chữ tình, ba chữ cuối một nòi tình phân lan là thời hùng vương. Và trong tất cả thứ tình, cái tình to lớn nhất là tình cốt dục. Cái tình cốt dục chúng ta từ ngày xưa chúng ta có cha có mẹ rồi sinh ra nhiều hộ, rồi chúng ta nhiều rắn. Về mặt địa lý thì chúng ta chia ra miền Nam, miền Trung, miền Bắc, nhưng thật sự cùng chung cốt dục. Dù chúng ta ở khắp mọi nơi, ở từ ở nước ngoài hay chúng ta đang ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc, thì chúng ta cũng có chung một cội nguồn. Chúng ta rất hạnh diện, chúng ta có mẹ may thay lần thay. Con dân Việt Nam chúng ta là người luôn biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên, biết ơn cội nguồn. Nên tôi đã quyết tâm xây dựng và hướng về cội nguồn của tổ hùng vương. Ấy là chỗ từ đàn cẩm tú thuộc phong châu diện phú quê mình, nơi hồn quốc tổ quang vinh, nơi hồn quốc tổ hiển linh vạn đời. Và từ thời hùng vương đã để lại cho chúng ta muốn giữ được nước, muốn giữ được nhà, chúng ta sống trong một cái mắng, một đất nước thường xảy ra thiên tai và chiến quả. Nên trong mỗi con người Việt Nam chúng ta có một cái tinh thần bất tử. Ông cha đã nhắc nhở chúng ta để tồn tại, một là chúng ta phải khắc phục thiên tai, hai là chống lũ giặc ngoài xâm lăng, ba là tình nghĩa trăm năm, bốn là lạng vẻ trăm lần từ bi. Thì muốn chống, muốn khắc phục được thiên tai thì đó là cái chúng ta phải nhớ đến tình cốt lõi đồng bào chúng ta đang xảy ra thiên tai hoạn nạn, thì phải có một cái ban điều phối để giúp từ trung ương xuống địa phương. Và chúng tôi đã từng đi làm từ thiện nhiều nơi, nhưng tôi thấy là khi cái khắc phục thiên tai và chiến quả thì không ai hơn là cái nơi tập hợp to lớn của các tổ chức chính trị, các tôn giáo, của các hội, của xã hội, của các hội, đó là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nên chúng tôi quyết tâm và nhìn ra thế, và chúng tôi quyết tâm để dành hết thời gian
và tổ chức, và tôi có đề xuất tổ chức cái chương trình là chung tay cùng với bà con miền Bắc để thiên tai qua cơn bão số 3. Kính thưa quý vị, vừa qua thì tôi cũng có ủng hộ cho chương trình 5 tỷ, nhưng mà tôi sau khi đi về xong cái thực hành cái nghĩa vụ của mình đối với thi hành pháp luật thì về, thì vợ tôi có đề xuất cái chương trình đầu tiên của anh em làm, đó là chung tay cùng với đồng bào miền Bắc. Và thấy là thấy tim em sẽ hòa nhập vào trong việc này cho em làm, đề nghị với tôi như thế. Và tôi nói với vợ tôi, anh đồng ý và ủng hộ